Sau 2 ngày xét nghiệm nhanh các trường hợp liên quan đến bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội sẽ mở rộng test nhanh từ ngày hôm nay mùng 2 tháng 4. Ngoài những người liên quan đến bệnh viện Bạch Mai, các trường hợp đi nước có dịch về hoặc là có dấu hiệu nhiễm COVID-19 như là ho khan, đau họng, sốt thì đều có thể được xét nghiệm. Cụ thể, trong tối mùng 1 tháng 4, Bộ Y tế đã cấp cho Hà Nội 20.000 bộ test, sáng mùng 2 tháng 4 tiếp tục nhận 100.000 bộ test, do đó thành phố có thể chủ động mở rộng phạm vi xét nghiệm nhanh. Việc xét nghiệm nhanh mở rộng sẽ thực hiện tại các nút giao thông cửa ngõ. Những người có dấu hiệu nghi nhiễm có thể đăng ký trực tiếp tại trạm xét nghiệm nhanh. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục tổ chức xét nghiệm tại các điểm quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình và huyện Thanh Oai. Đối tượng xét nghiệm là những bệnh nhân từng điều trị, người từng ra vào chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10 tháng 3 đến 28 tháng 3. Danh sách do các phường, xã rà soát và thông báo cho từng cá nhân. Những người chưa có tên trong danh sách nhưng có yếu tố dịch tễ liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai có thể trực tiếp đến các điểm xét nghiệm nhanh, khai báo để được lấy mẫu.